Thanh Chương là một huyện lớn của tỉnh Nghệ An. Toàn đảng bộ huyện là có 70 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 38 tổ chức cơ sở đảng là đảng xã thị trấn và có 13.400 đảng viên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 31 nhiệm kỳ 2020-2025. Thì về tình hình phát triển kinh tế xã hội có rất nhiều khởi sắc. Công tác nâng cao chất lượng hoạt động của lĩnh vực hành chính công, đặc biệt là cải cách hành chính thì được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hết sức quan tâm. Tỉnh Liên thì một cái xã mà có địa hình rộng, diện tích gần 1.700 ha, dân số thì hơn 9.000 người. Đảng bộ thì có 445 đảng viên, toàn đảng bộ thì có 13 chi bộ. Để xây dựng cái nền hành chính đã bằng kỳ vọng của người dân ấy, Đảng bộ Thanh Liên thì xác định có hai cái vấn đề. Một là đối với đội ngũ cán bộ công chức, hai là đối với người dân. Để làm hài lòng người dân, đó là cái nhiệm vụ ưu tiên số 1. Ủy ban xã Thanh Liên đã thành lập 4 tổ công tác, đặc biệt là các ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật, tức là chủ yếu là ngày. Ngày thứ Bảy tại Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Thay vì dành thời gian nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, cán bộ công chức của Ủy ban Nhân dân xã lại có mặt đông đủ tại bộ phận một cửa để giải quyết các công việc tồn đọng. Người dân tấp nập đến giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ trong một ngày như thế này, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liên đã tiếp nhận và giải quyết được rất nhiều nhu cầu của người dân đến giao dịch. Người dân không chỉ được giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định mà còn được hướng dẫn, giải đáp cụ thể, chi tiết những vấn đề chưa hiểu rõ. Có ý nghĩa lắm, bởi vì những cái thủ tục khi sát nhập xóm về sát nhập rồi đó, có những cái mà hăn trong chéo giữa cái chỗ mà xóm này với xóm khác bây giờ. Cứ một tháng mà thứ Bảy mà về làm thế này là rất giúp ích được cho dân. Cái mô hình này là tiện lợi cho dân, người dân rất phấn khởi và là ủng hộ nhiều. Mô hình ngày thứ Bảy vì dân được ra đời từ chủ trương thực hiện 3 cần, 3 đúng, 3 không, 3 chống, 3 quyết tâm của huyện ủy Thanh Chương nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức. Để thực hiện mô hình này, ngoài những ngày làm việc trong tuần, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liên phân công cán bộ công chức phụ trách các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, nông nghiệp, môi trường, hộ tịch, chứng thực, lao động thương binh và xã hội, trực làm việc vào ngày thứ Bảy để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đến làm việc tại từng địa bàn thôn xóm, từng gia đình để hướng dẫn giải quyết các thủ tục cần thiết cho những người lớn tuổi, bệnh tật, ốm đau, người gặp khó khăn trong quá trình đi lại đang sinh sống trên địa bàn. Các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thường xuyên được cập nhật tới người dân và các cấp cơ sở. Và cũng chính từ các hoạt động vào ngày cuối tuần, không hưởng lương ngoài giờ để hướng tới người dân, nên mô hình có tên gọi là Ngày thứ Bảy vì dân. Sau khi các cấp đã ban hành thì về thực hiện là cán bộ rất đồng tình, đặc biệt là nhiệt tình với công việc, tận tụy với người dân và lo cho người dân để rồi giảm bớt những cái thủ tục, giảm bớt những cái phiền hà và những cái vấn đề nóng mà có thể là giúp là người dân là giải quyết nhanh gọn. Mô hình Ngày thứ Bảy vì dân thiết thực ý nghĩa là vậy, thế nhưng để triển khai không phải là điều dễ dàng với các cán bộ nơi đây. Bởi Thanh Liên là xã có dân số rất đông, địa bàn khu vực biên giới lại phức tạp, nhiều thành phần dân cư, số lượng cán bộ có hạn, trong khi lượng công việc không hề nhỏ. Thêm vào đó, ngày cuối tuần thường là ngày bất cứ ai cũng muốn được dành cho gia đình sau một tuần làm việc mệt nhọc. Đây cũng là băn khoăn của các cán bộ ở bộ phận một cửa thuộc Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liên khi bắt đầu triển khai mô hình này. Mặc dù vậy, vượt lên trên tất cả, nhìn sự hài lòng và niềm vui của người dân, những khó khăn đã dần được tháo gỡ. Ngày thứ Bảy thì ai cũng muốn là ngày nghỉ để về nhà với gia đình. Nhưng mà đối với Thanh Liên thì đã triển khai cùng thời gian rất dài rồi.
thì ở điện ở đấy thì rất thoải mái và anh em cũng coi xem như đấy là một kỳ dịp để mình tiếp cận với nhân dân và gần với nhân dân hơn, tìm hiểu được nhân dân hơn. Mô hình như đem lại cho nhân dân thì thực tế hiệu quả, bởi vì ngày thứ bảy là ngày không làm những cái việc chuyên môn khác mà không bị áp lực một cái công việc gì khác ngoài cái việc là mình hướng dẫn nhân dân, mà nhân dân được hỏi thoải mái với mình hướng dẫn thoải mái cho nhân dân và tạo gần gũi giữa cán bộ công chức với nhân dân. Triển khai thời gian đầu ấy thì cũng có một chút cảm giác là mình không thoải mái, bởi vì thực tế là đi làm cả tuần rồi mà, thì sau đó làm ngày nghỉ thì cảm giác nó cũng thoải mái, nhưng mà cái cảm giác đó thì nó cũng nhanh quá thôi, bởi vì là khi mình đến đấy là mình làm và giúp được rất là nhiều bà con thì mình cảm thấy rất là vui và cảm thấy cái việc mình có thể dành ra một ngày nhưng mà cái kết quả mang lại cho bà con thì rất là cao, thì cảm giác được là mình giúp được một phần rất là dù là rất nhỏ bé cho công dân thôi thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Và kể từ đó thì cái tâm lý mà nói là không thoải mái đấy thì nó cũng không còn nữa. Khi thực hiện cái mô hình ngày thứ bảy vì dân hoặc là về với dân thì có nhiều cái được. Đối với cán bộ thì cũng có cái sự thay đổi không khí trong cái môi trường làm việc. Còn đối với người dân thì qua cái tiếp xúc và cán bộ các cấp thì đã hướng dẫn cho người dân xử lý được nhiều cái công việc. Rồi là những ai chưa rõ về chủ trương, chính sách thì được giải đáp một cách kịp thời. Ngoài ra người dân cũng có thể là đưa ra những cái kiến nghị đề xuất, và trên cơ sở đó thì các cấp ủy chính quyền sẽ nghiên cứu và tổ chức thực hiện để đáp ứng cái yêu cầu một cách là chính đáng hợp lý của người dân. Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng nền hành chính công hiện đại và chuyên nghiệp, kể từ khi có chủ trương triển khai mô hình ngày thứ bảy vì dân, các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Thanh Liên đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến từng đảng viên và người dân. Để hiểu rõ hơn về một nền hành chính công chuyên nghiệp hiện đại, đặc biệt là trong vấn đề sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số, các đảng viên, các chi hội, đoàn thể cũng chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề liên quan nhằm triển khai mô hình một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Chi ủy và chi bộ là xác định việc này rất là rõ ràng, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên và cả cái trưởng đoàn thể, rồi là bí thư chi đoàn để phối hợp với nhau để cùng với lực lượng cán bộ của cấp xã, bộ phận chuyên môn cấp xã để hỗ trợ công việc. Người dân là đón nhận là rất tích cực, bởi vì nó tiết kiệm được thời gian đầy đủ các cái cảnh nội dung là nhanh gọn về cái thủ tục hành chính. Và trả lời là cùng ngồi nhà là có cái ý kiến trả lời nữa. Dân thì đồng tình rất cao. Chí ủy là nhận rõ cái vai trò đó là ngày thứ bảy vì dân. Thì ở đây cái cơ bản là từ cái cuộc họp của chí bộ cùng triển khai vào ngày thứ bảy. Nhờ những mô hình cách làm hay thiết thực như ngày thứ bảy vì dân, những năm qua công tác cải cách hành chính tại xã Thanh Liên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cái lời rất là lớn đó là giải quyết được nhiều cái vấn đề phát sinh cho bà con. Những trường hợp mà không đến được công sở, những trường hợp mà khó khăn trong cái việc mà xử lý cái dịch vụ công trực tuyến ấy, thì anh em đến là xử lý được ngay, làm được liền và tạo được một cái sức lan tỏa và sự đồng tình rất là lớn của đại bộ phận người dân, đặc biệt là những cái trường hợp mà có nhu cầu để anh em đến đó để tiếp cận, để hỗ trợ. Do vậy trong thời gian sắp tới thì Thanh Liên vẫn tiếp tục chỉ đạo theo hướng này. Đảng bộ xã Thanh Liên đã lãnh đạo và nhân dân cùng với cả hệ thống là xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao và đảng hưởng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Và trong cái việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số và tổng thể các cái hoạt động thì rất là đồng đều và có những điểm nhấn. Và cái nổi bật ở Thanh Liên đó là có một tập thể ban chấp hành đoàn kết. Vai trò của người đứng đầu và các đồng chí trong ban thường vụ là nêu gương rất tốt, cho nên tạo được sức lan tỏa, đồng viên được cán bộ công chức và cả tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng để xây dựng quê hương Thanh Liên.